Làm sao để chạy việc giả từ Sài Gòn vô Chợ Lớn, dăm về gia đình rồi tới Sài Gòn. Nói chung là chạy vòng vòng vậy thôi, vòng 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 các kiểu. À, nhưng mà chạy dần xong thì làm sao cho chúng ta chạy nhanh, chạy xa nhưng mà không có mệt, à, không bị đuối sức giữa chừng. Đó, đó là vấn đề làm sao để các bạn chạy. Thì bố mà tôi cũng thấy có nhiều bạn là nói chuyện là hỏi tôi mốt và scale là như thế nào, mốt có phải giống như scale không, scale giống như mốt không, hai nó khác nhau thì sao, rồi như thế này như thế kia. Thật ra mà nói thì nếu mà chúng ta đi về lý thuyết á thì các bạn cần phải đọc sách, à, cần phải nghiên cứu. Nhưng mà khi mà đọc sách nhiều, nghiên cứu nhiều mà chúng ta không đánh nhiều, chúng ta không thực tập nhiều thì nhiều khi cái lý thuyết đó chỉ là nó không đi đến đâu hết. Nên ta, nhưng mà nếu mà chúng ta không biết về lý thuyết, chúng ta không hiểu mốt là như thế nào, scale là như thế nào, đó là chúng ta cứ bay bay bơi bơi rồi đánh tùm lum tà la thì nó cuối cùng nó chúng ta cũng không đi đến đâu hết, bởi vì chúng ta không có cái con đường. Như chẳng hạn đấy, tôi nói từ Sài Gòn các bạn chạy về Chợ Lớn, các bạn phải biết rõ đó là con đường các bạn phải chạy, là chạy lên trên đường Trần Hưng Đạo. Nếu các bạn chạy từ Sài Gòn xuống Chợ Lớn mà bắt các bạn chạy vô đường xa lộ Hà Nội là các bạn đi chớ quốc rồi, đi hoài ra Hà Nội chứ không thể không thể nào nó về Chợ Lớn được, à, mà các bạn phải chạy đường Trần Hưng Đạo đó, đại loại là như vậy. Các bạn phải biết con đường thì chúng ta mới có thể ok được, ha, à, đó là như vậy. Điều thứ hai nữa đó là mấy bố nọ tôi livestream rất nhiều về phần hợp âm, à, các bạn nói là hợp âm là cũng hay á, cũng ok đó, nhưng mà em muốn chạy ngón à. Tôi hiểu khi các bạn chạy ngón chuyện gì xảy ra, khi các bạn chạy ngón người ta nhìn thấy được liền công lực của các bạn người ta sẽ cũng dữ quá, bái phục ghê quá, số một. Nhưng nếu các bạn không có hợp âm, không có nền tảng hợp âm thì chúng ta sẽ cực kỳ hoải. Bởi các bạn chạy ngón mà các bạn không có nền tảng hợp âm, các bạn không biết cấu trúc thang âm thì các bạn chạy là bị quẹo chân liền. À, nên làm ra chính vì vậy tôi mới phải hướng dẫn các bạn rất là kỹ hợp âm nó như thế nào, nó làm sao và các hợp âm người ta ghi như thế nào, à, cái cách các bạn sẽ đọc hợp âm. Để ôn lại cho anh ta nữa ha, chẳng hạn như các bạn biết đô trưởng rồi, à, rồi thứ đó, rồi là có thể lại đây tí xíu, à, chẳng hạn như này là major 7, à, rồi 7 nè, rồi thứ 7 nè, à, thứ 7 đó, quay ngang đây cho mọi người thấy. Rồi, chẳng hạn như 79 nè. Rồi, major 79 nè. À, rồi. 7 thứ 79 nè. À. Đó, rồi chẳng hạn như. Rồi, chẳng hạn như các bạn có half diminished, nghĩa là giảm một nửa. Và giảm toàn phần diminished. À, giảm một nửa người ta còn gọi là 7 trừ 5 đó các bạn. Thứ 7 trừ 5 á, đô thứ 7 trừ 5. À, đô thứ 7 nè, trừ 5 nè. Và giảm toàn phần là
cái này diminished. À, rồi 6 rồi xuống. À, nếu các bạn, cái này hôm nay chị nói sơ qua ôn lại thôi, các bạn muốn nhớ lại phần đó thì các bạn coi lại cái phần mà hướng dẫn các học âm trong cái video, những cái video đầu tiên ha. À, rồi hôm nay chúng ta sẽ nói về cách chạy ngón. À, thì đầu tiên các bạn phải hiểu rằng là nhiều khi nó có những cái từ tiếng Anh mà nhiều khi chúng ta dịch sang tiếng Việt, mỗi một vùng miền, mỗi một thầy cô lại nói một kiểu khác nhau. Nên là ra nhiều khi tôi cũng rất là nhiều khi tôi rất là ngại dùng từ tiếng Việt. Không phải là bởi vì tôi không biết từ tiếng Việt đó như thế nào, nhưng mà bởi tôi là người học những người thế hệ trước 75, cha tiếng Dũng này kia, học hành cha tiếng Dũng, nên cha dùng những từ nó khác. Còn những về sau, những có những bạn học ở trong nhà Việt hay những bạn học ở ngoài phía Bắc, à, các bạn sẽ dùng từ kiểu khác. Nên là ra bây giờ chúng ta tạm thời chúng ta cứ dùng từ tiếng Anh đi ha, bởi tiếng Anh nó chỉ có một từ thôi, nhưng mà tiếng Việt nó sẽ dịch ra rất là nhiều từ. Nên là tôi không phải tôi cố ý tôi khoe vốn tiếng Anh mà để cho các bạn dễ, khi các bạn dễ tra cứu tài liệu thì các bạn sẽ dễ hơn ha. Thì đầu tiên các bạn sẽ có cái gọi là mốt là kiểu đó các bạn, mốt ha. Thì chúng ta có 84 mốt nha các bạn, 84 mốt. Vậy 84 mốt nó là như thế nào? Chẳng hạn như đây là một mốt chẳng hạn. Đây là mốt Ionian. Rồi, đây là mốt Dorian chẳng hạn. À. Đây là mốt Dorian. Và đây là mốt Phrygian. Các bạn coi cái tiêu đề tôi đã ghi tất cả các mốt đó. Mốt Phrygian và đây là mốt Lydian. À, và đây là mốt Mesolydian. À, và đây là mốt Aeolian. Và cuối cùng là mốt Locrian. À, chúng ta có 7 mốt như vậy. Rồi tại sao một cái scale đô trưởng, một cái đô trưởng vậy, chúng ta có 7 mốt như vậy. À, nãy 7 mốt như vậy. Thì chẳng hạn như cái rê trưởng thì tương tự như vậy, cũng có sẽ có 7 mốt y chang như vậy. À. Nên là Ionian của rê trưởng. Đó, ví dụ như vậy. Đó, thì nó cũng sẽ có tương tự như vậy. À, thì các bạn từ cái đô trưởng các bạn sẽ dịch ra những cái dạng khác. Thì tại sao chúng ta có 84 mốt? Chúng ta có 84 mốt là bởi vì mỗi một gam như vậy, chẳng hạn như gam đô trưởng nãy đó, chúng ta có 7. Mà chúng ta có bao nhiêu mốt tất cả? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Đây. Từ đô, đô thăng, rê, rê thăng, mi, pha, pha thăng, son, son thăng, là si giáng và si, là chúng ta có 12. 12 nhân cho 7 thì chúng ta có 84 mốt tất cả. Đó là mốt. À, các bạn hiểu mốt. Thì có một cái có một gam thì nó có 7 mốt như vậy. Và các bạn sẽ hỏi, à vậy scale là gì? Scale là gì? Scale thì nó chỉ là một tập hợp những nốt, một chuỗi những nốt, à thì người ta gọi nó là scale. Ví dụ chẳng hạn như cái cái Dorian chẳng hạn, đó là cái mốt Dorian trong cái scale đô trưởng. À, đó nó sẽ là đại như vậy. À, chẳng hạn như các bạn đánh đô dominion, đó là cái scale nó như vậy. Thì cái chuyện đó tôi sẽ nói chi tiết trong cái tập 2, là vô chi tiết nó như thế nào, làm sao để các bạn có thể. Bây giờ tạm thời chúng ta quay trở lại, à các bạn đánh các mốt đầu tiên.
Thì tôi thường thường tôi hay nói với cái những học trò tôi đó là nếu các bạn mà muốn học giỏi thì các bạn phải đánh gà. À, các bạn phải đánh gà. Làm sao mà chạy nhanh được như vậy thì các bạn phải đánh gam thôi, các bạn phải tập luyện nhiều thôi. Đây chẳng hạn như là Do Major 7 nhá. Các bạn đánh Ionian à, mode Ionian. Rồi các bạn đánh Dorian của scale đôi trưởng. Dorian scale đôi trưởng, mode Dorian của scale đôi trưởng. Rồi kế đến chúng ta có Phrygian à, và chúng ta có Lydian à, và chúng ta có Mesolydian à, chúng ta có Aeolian à, và cuối cùng à, thì cái đó cách đó thì các bạn phải đánh gam nhiều thì các bạn sẽ tự động chạy ngọn rồi nó sẽ nhầm như vậy. Thì các bạn thấy rõ ràng trưởng và major 7 dễ chạy quá vậy đúng không? À, các bạn chạy cứ chạy như vậy ha. Rồi bây giờ nếu sau khi mà các bạn tập nhuần nhuyễn 7 cái mốt như vậy rồi, ta tập nhuần nhuyễn 71 như vậy giống như hôm nãy từ nãy rồi, các bạn cứ tập đi tập đi tập lại tập đi tập lại, khoan tập những scale khác à, những gam khác, cứ tập đôi trưởng đi, sau đó các bạn có thể tập lên son trưởng một thang à, rồi các bạn tập đi pha trưởng một dáng à, pha trưởng là một dáng rồi si dáng, ví dụ chẳng hạn như vậy, rồi các bạn tập nhuần nhuyễn tất cả như vậy đi. Rồi sau đó kế đến chúng ta sẽ làm sao để kết hợp tất cả những cái mốt lại với nhau cho những vòng hòa bằng. Ví dụ chẳng hạn như giờ bây giờ à, ví dụ một nè, bốn nè, năm nè. Pha major 7 các bạn cũng mấy nốt này y chang như đô đó. Rồi chẳng hạn như son 7 đó. À có y chang vậy rồi nhé. À các bạn thấy không? Không. Đây, chẳng hạn như son 7 các bạn vẫn có thể đánh Dorian là của re 7 đó. Đây, chẳng hạn như đôi đôi major 7 à, là Ionian đúng không đó. Các bạn có thể đánh Ionian vô cái pha trưởng giống như Lydian vậy không đó. Sau khi các bạn đánh nhuần nhuyễn như vậy rồi à, ví dụ nha, các bạn thấy tôi hoàn toàn chỉ dùng tất cả những cái cơ bản như vậy, tôi không đảo nốt, tôi tạm thời chưa đảo nốt, tôi mới chỉ cắt nốt thôi ha, nốt này nói chỉ cắt thôi và tôi chỉ thay đổi tiết tấu một chút xíu thôi, các bạn đã thấy ra cái câu chạy rồi đó ha. Chúng ta mới, tại vì tôi chưa muốn đi sâu, chưa muốn lên cao, chưa muốn
đưa các bạn ra biển lớn, đầu tiên các bạn chạy Sài Gòn Chợ Lớn cho nó thuần thục đi đã. Đó, các bạn thấy không, cực dễ thôi. Bảy cái mốt đó trên âm dài đôi trưởng đó. Rồi bây giờ các bạn nắm bảy cái mốt trên âm dài đôi trưởng rồi đúng không? Nếu các bạn có thời gian, các bạn có thì có ý muốn chinh phục, thì các bạn làm luôn 12 nốt còn lại. Đô thăng rê, rê thăng ni, pha pha thăng son, son thăng la, la thăng si và đô. Là chúng ta có 84 mốt, các bạn đánh thông thuộc 84 mốt là tôi đảm bảo các bạn chả sợ gì hết. À, rất là dễ. Các bạn nhớ ha, hôm nay tập 1 tôi chỉ giới thiệu các bạn 7 mốt như vậy thôi nha. Các bạn coi là trên cái tiêu đề 7 mốt nó tên gì và cách đánh nó là như vậy. À, hẹn các bạn trong phần kế tiếp tập 2, nó sẽ có những cái scale phức tạp hơn. Tập 3, làm sao chúng ta đánh những nốt mà người bình thường, người ta học bình thường người ta đánh vậy. Mình đánh những nốt làm sao mình khác người, làm cho người ta phải lắc đầu, mày nó quýnh cái gì đó mà không biết. Rồi tập 4, tập 5, tập 6, cứ từ từ nha các bạn. Rồi, chúc các bạn một ngày đẹp trời. Bye bye các bạn.